ơi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Và hôm nay chúng ta hãy đến số thứ 5 của bạn hỏi Minh Phụng trả lời. Nào, bắt đầu video thôi. Câu hỏi đầu tiên là của anh Hiếu Nguyễn. Artesia PA88H+ đàn này bao nhiêu phím vậy em? Dạ, em chào anh Hiếu nhé. Thì đàn thương hiệu Artesia là piano điện nên sẽ có 88 phím nha anh. Từ nay đến hết ngày 20 tháng 11, tại Minh Phụng Music đang có chương trình sale khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn luôn đối với các dòng đàn của Artesia. Với cái đàn PA88H+ của anh hiện đang có chương trình giảm giá 20% từ 8,6 triệu nay chỉ còn 6,9 triệu thôi nha. Anh hãy truy cập vào fanpage hoặc đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music để được tư vấn cụ thể trước nhé. Và đây là câu hỏi thứ hai của bạn Đào. Shop cho em hỏi trong tầm giá dưới 7 triệu thì nên mua con đàn nào để tập piano ạ? Loại 61 phím trở lên. Chào bạn Đào nhé. Thì nếu bạn đang muốn học piano, theo mình thấy thì Artesia PA88 và PA88H+ sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn nhất nhé. Ngoài sở hữu những tính năng hiện đại thì đàn còn mang đến cho bạn cảm giác như chơi piano cơ với bàn phím cảm ứng 5 mức độ. Đặc biệt là trong tháng 11 này, Artesia có chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn dành cho hai mẫu đàn trên. Vì thế, bạn hãy truy cập fanpage hoặc liên hệ qua hotline để được sở hữu đàn với mức giá hời nhất. Cảm ơn câu hỏi của bạn Đào. Và giờ đến câu hỏi của bạn Trang Nguyễn. Minh Phụng Music có bán đàn trên sàn thương mại điện tử hay không? Có nha bạn. Bên Minh Phụng Music có bán ở trên những nền tảng thương mại như là Shopee hay Tiki. Minh Phụng Music chỉ có duy nhất một gian hàng ở trên Shopee Mall và Tiki có tên là Minh Phụng Music Official. Các bạn hãy chú ý nhé. Các bạn hãy truy cập vào các gian hàng chính thức để mua được những sản phẩm chất lượng và hưởng những ưu đãi tốt nhất nhé. Link gian hàng Shopee và Tiki mình sẽ để ngay dưới phần mô tả. Câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Ngô. Shop ơi cho mình hỏi, Performer bên Minh Phụng hết hàng mà em thấy mình đang có chương trình sale cho BA88H+, BA88 eHarmony. Vậy Performer có về nữa không? Và ba em hàng kia có sự khác biệt gì không ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn Vinh nhé. Hiện tại Artesia Performer bên mình đang cháy hàng và hàng sẽ về sớm nhất trong thời gian tới. Và tụi mình cũng đã tung ra chương trình khuyến mãi cực hot trong tháng 11 này để kịp thời đáp ứng nhu cầu đó cho các bạn. Với BA88, PA88H+ và Harmony đều là những phiên bản nâng cấp của Performer nên cảm giác phím và âm thanh sẽ nhỉnh hơn nhé bạn. Bạn hãy nhanh tay đặt ngay cho mình cái đàn ưng ý nhất trong tháng khuyến mãi hấp dẫn này nhé. Câu hỏi tiếp theo về KS1 Bluetooth của bạn Ngọc Nguyễn. Cho mình hỏi có miễn phí vận chuyển và lắp đặt khi ship về Đồng Nai không? Mình đang muốn mua KS1 Bluetooth. Chào bạn Ngọc nhé. Đàn sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn. Đối với những đơn hàng nội thành thì bên mình sẽ miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Còn đối với những đơn hàng ở xa, các bạn chỉ cần đặt cọc trước cho bên mình một khoản và thanh toán khoản còn lại sau khi nhận hàng nhé. Vì đặt cọc này để đảm bảo là đơn hàng sẽ được giao thành công. Mình xin ví dụ bạn mua KS1 Bluetooth với giá 12 triệu, bạn đặt cọc cho bên mình 500, khi nhận hàng bạn sẽ thanh toán 11,5 triệu nhé. Đặc biệt khi bạn mua đàn tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được tặng ngay bộ đôi quà tặng vô cùng hấp dẫn, đó chính là một saxophone và một ghế piano cao cấp từ nhà Kidman. Rất cảm ơn các bạn đã xem và đóng góp những câu hỏi hay trong tập lần này. Nếu các bạn còn thắc mắc nào thì hãy nhớ comment ở phía dưới. Tụi mình sẽ ra những video tiếp theo để giải đáp những thắc mắc đó cho các bạn. Hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình. Hoặc liên hệ vào số hotline 0919 76 8606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể nhất nhé. Và đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những video sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.